Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với bài giảng mới nhất của chương trình Bài học Kinh doanh, được phát sóng vào 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 ngày. Cứ đến 7 giờ tối thứ bảy, các bạn vào YouTube gõ từ khóa Web 5 ngày và xem video đầu tiên mới nhất các bạn nha. Ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một bài giảng rất là lạ và đặc biệt là nó rất dễ làm theo nhưng nhỏ mà có vỏ. Đơn giản nhưng mà không phải là đang giỡn. Nó sẽ mang đến cho các bạn một sự tác động sâu sắc và thậm chí có thể thay đổi cuộc sống của bạn, cách bạn nhìn cuộc đời, cách bạn tiếp thu thông tin, và chắc chắn nó sẽ mang đến một cái điều tích cực vô cùng to lớn. Và cái ý tưởng chính của bài giảng này nó cũng xuất phát từ chính kinh nghiệm của tôi nha. Giống như là rất nhiều lần tôi nói với các bạn, nguyên tắc giảng bài của tôi đó là chỉ làm những gì mà mình đã trải nghiệm và mình đã làm qua. Và tôi giống như là một cái con chuột bạch đối với các bạn vậy. Những gì mà tôi thử liên tục, tôi học liên tục, và nếu nó hiệu quả thì ok, tôi hướng dẫn lại cho các bạn. Cái gì không hiệu quả chịu thôi, chứ sao giờ, đúng không? Rồi, và cái điều mà tôi rất muốn các bạn làm đó là chúng ta sẽ tạo thêm một cái nick Facebook ảo nữa, tức là nick Facebook thứ hai của chúng ta. Để làm gì giờ? Để cái nick Facebook này chúng ta sẽ không kết bạn với bất cứ ai cả nha. Chúng ta làm cái nick Facebook này chủ yếu để chúng ta like, chúng ta theo dõi, chúng ta follow những người giỏi, những cái fanpage tích cực, những người xuất sắc trong lĩnh vực của chúng ta. Và như vậy, mỗi ngày các bạn vào Facebook bằng cái nick này, các bạn sẽ không bao giờ thấy những cái tin tức tào lao, những cái thứ tiêu cực, những điều vớ vẩn, những cái rác rưởi trên mạng xã hội nữa. Thay vào đó, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy khi mà login vào Facebook mỗi ngày đều là kiến thức, đều là thông tin, đều là những điều tích cực. Và chúng ta biết rất nhiều, cuộc sống của chúng ta sẽ không còn bị lãng phí một cách vô nghĩa khi chúng ta lên Facebook nữa. Và thưa với các bạn, đối với bản thân tôi, điều này vô cùng tuyệt vời, vô cùng ý nghĩa. Và tôi đã theo cái phương pháp này được khoảng 6-7 tháng rồi, và nó thực sự tác động một cái điều rất sâu sắc trong cuộc sống của tôi. Các bạn biết là chắc hẳn các bạn cũng như tôi đều từng có lúc chúng ta chất vấn về cái việc chúng ta lên Facebook để làm gì. Và nếu các bạn để ý thì chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian, đôi khi là chat chít không cần thiết, đôi khi là share những cái tin tai nạn giao thông, những cái bài tin giả gọi là fake news, tức là những cái tin ba xạo được xào lại, vậy mà vẫn có người chia sẻ. Và rồi cái đầu óc của chúng ta nó nhũng não từ lúc nào không hay. Chúng ta vừa mất thời gian, vừa ngu dốt hơn, vừa tiêu cực hơn. Và thế là Facebook nó làm cho cuộc đời của chúng ta hóa ra chẳng còn cái giống gì để mà tin tưởng, để mà lạc quan. Tôi nói không phải là tiêu cực quá, đồng ý là trên đó vẫn còn rất nhiều thứ tích cực, nhưng mà những điều mà tôi vừa nói là những thứ thực sự đã xảy ra chứ không phải tôi chế. Và lúc đó tôi nghĩ, trời ơi, liệu có cái cách nào để chúng ta sử dụng Facebook một cách hiệu quả hơn hay không? Rồi bắt đầu tôi phân tới, có cách nào mà trong danh sách bạn bè của mình, trong những thứ mà mình nhìn thấy mỗi ngày trên Facebook toàn là những thứ tích cực, toàn là những thứ tốt đẹp, những thứ hay ho, chúng ta vừa giải trí, vừa dành thời gian và vừa học hỏi, vừa cập nhật những thứ tích cực, thì tôi nghĩ ra phương pháp này. Chắc chắn là mình phải tạo một cái nick Facebook mới, sau đó mình vào mình follow những người mà mình hâm mộ, follow những người cực kỳ giỏi, follow những cái trang mà nó có những cái bài viết đinh, những cái bài viết xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Và tôi nói là tôi làm. Và đây là cái nick Facebook ảo các bạn thấy ở trên màn hình đây. Tôi follow và tôi tham gia vào những cái group mà tôi thích, cũng như là theo dõi và like những người mà tôi rất hâm mộ. Và bây giờ tôi kéo xuống cho các bạn xem một chút xíu nha. Rồi, các bạn thấy nè, đây là cái nick Facebook ảo của tôi đấy. Cái việc mà tạo nick Facebook ảo thì tôi không hướng dẫn lại các bạn nha. Bạn lên trên Google, bạn gõ cách tạo nick Facebook, nó ra rất nhiều. Dĩ nhiên bây giờ đăng ký thì nó hơi khó. Bạn có thể mua một cái sim điện thoại về để mà có thể xác thực thông tin khi mà có cái nick Facebook ảo ha. Thì cái này rất đơn giản, nhớ nha, lên Google tìm. Cái này quá dễ rồi. Và tôi giới thiệu các bạn một chút xíu về những người mà tôi hâm mộ và tôi follow. Ví dụ ông này, Louis Von An. Đó, ông này là CEO của cái ứng dụng học Duolingo đó các bạn. Đấy các bạn, cái ứng dụng lừng lẫy đó thì cha đẻ của nó là ông này đây, Louis Von A. Và tôi follow ông này nha, một cái người sống rất giản dị. Và thực sự ông này là một trong những cái người mà nổi tiếng, giỏi, nhưng mà sở hữu một cái cuộc sống bình dị. Và tôi thấy thực sự sống như vậy mới có thể yêu đời được. Lâu lâu thì Louis viết những cái bài và tôi cảm thấy rất tâm đắc ha. Dĩ nhiên thì do tôi có thể sử dụng được tiếng Anh nên là tôi cũng follow và like rất nhiều những cái người mà ở nước ngoài. Dĩ nhiên với các bạn hâm mộ ai hoàn toàn có thể là người Việt Nam thì cứ follow và like những cái trang hay của Việt Nam nha. Và nhớ nha, cái Facebook này không bao giờ có chỗ cho những thứ tào lao thiên đế và tiêu cực. 100% phải là những cái kiến thức, những người giỏi, những người tích cực ha.
Đây nè, và tôi cũng like một cái tạp chí, đó là Search Engine Land. Đây là tạp chí có thể gọi là lớn nhất thế giới về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Thì các bạn thấy nè, một cái bài viết mới được public ngày hôm qua nha. Google stops showing zero search results for time. Đó, có nghĩa là Google nó dừng hiển thị cái kết quả tìm kiếm là zero search. Là sao? Có nghĩa là đôi khi đó các bạn gõ một cái gì đó ở trên Google thì nó sẽ ra thường là 10 danh sách, những cái đường link ở bên dưới, đúng không? Cái đó là cái bình thường. Còn zero search results có nghĩa là nó không hiển thị 10 cái kết quả đó, mà nó hiển thị một cái gì đó cụ thể luôn. Giả sử bạn lên bạn gõ bây giờ là mấy giờ, thì Google nó hiển thị luôn bây giờ là 10 giờ chẳng hạn, và không còn cái kết quả tìm kiếm nào khác nữa. Đấy, cái đó tạm gọi là zero search results. Đấy, khi mà tôi vào, tôi có một cái nick Facebook ảo này, và tôi thấy cái bài này, tôi bấm vào tôi xem. Đó, và tôi đọc một cái bài rất ngắn, tôi biết thêm một kiến thức. Đó, và tôi cập nhật cái ngành của mình rất dễ, bởi vì tôi là dân kinh doanh mà, đúng không? Tôi đọc thì tôi biết. Thành ra tôi là cái người mà nói thật với các bạn là những cái thánh làm giàu và những cái thánh mà marketing online là những ông đó là không bao giờ đụng được tôi theo cái kiểu mà qua mặt tôi. Bởi vì mỗi ngày tôi đều nạp vào mình những cái thứ mới nhất, và những cái ông nào mà có dấu hiệu lừa đảo là tôi biết ngay. Ông nào mà xạo xạo cũng như là dạy những thứ cũ kỹ là tôi biết ngay. Thì như vậy các bạn cập nhật như thế này thì khả năng các bạn bị lừa nó cũng thấp đi rất nhiều, đúng không? Đấy. Đôi khi một buổi sáng mà lướt tầm 1 tiếng đồng hồ, bình thường lướt Facebook 1 tiếng đồng hồ là vô nghĩa, đúng không? Bây giờ lướt Facebook 1 tiếng đồng hồ có biết bao nhiêu là thứ để chúng ta có thể học hỏi. Một cái người nữa tôi rất là hâm mộ, ở trên màn hình các bạn có thể thấy, đó là Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk là một cái người giám đốc của VaynerMedia. Ông này là một cái nhà đầu tư của Twitter, nhà đầu tư của Facebook, và một cái người mà tự thân đi lên. Ông là một cái người nhập cư từ một nước ở Liên bang Xô Viết cũ các bạn. Và ông nhập cư, nói thẳng là chắc là vượt biên đó, qua Mỹ. Thì bắt đầu ở vị trí của một cái người rất thấp trong xã hội Mỹ, bắt đầu vươn lên nha. Từ một cái cửa hiệu bán rượu của cha mình, rồi xây dựng một cái cơ nghiệp hàng triệu đô la. Bản thân tôi rất là thích nghe những cái bài chia sẻ của Gary Vaynerchuk. Ở Việt Nam thì ổng có một cái cuốn sách được phát hành đó các bạn, đó là Thank You Economy, nền kinh tế cảm ơn. Đấy, các bạn có thể tìm cuốn sách này, tôi cũng rất thích. Cuốn này thì do nhà xuất bản Trẻ phát hành đó, và tôi cũng ứng dụng được rất nhiều thứ từ Thank You Economy của Gary Vaynerchuk. Ở dưới đây rất nhiều các bạn ạ. Tôi follow rất là nhiều những trang cũng như là những người mà tôi thích. Giả sử ở đây là Content Marketing Institute. Đây là một cái trang về content marketing lớn nhất trên thế giới, nổi tiếng nhất trên thế giới. Và content marketing có nghĩa là chúng ta dùng nội dung để mà làm tiếp thị. Đấy, thì đây là một cái trang đầu ngành, và cả thế giới, ông nào mà thích làm tiếp thị nội dung thì phải đọc và phải tham khảo cái trang này. Đấy, thì học được rất nhiều thứ hay, đúng không? Bạn tìm những cái gì mà giỏi nhất trong lĩnh vực của bạn. Rồi tôi hâm mộ một cái người khác là Orize. Orize là cái người mà cho tôi cái cảm hứng và một cái tình yêu đối với môn branding, tức là môn thương hiệu. Trước giờ thì tôi cứ nghĩ là branding là một cái gì đó rất là nhàm chán, cho tới khi tôi đọc được những cuốn sách của Orize thì tôi thấy thì ra nó đơn giản và nó thú vị, nó vui, và tôi rất là biết ơn. Đấy, thì các bạn cũng như vậy thôi, các bạn cứ tìm những người mà giỏi. Thì bây giờ tôi sẽ đề xuất cho các bạn những người nào các bạn nên follow ha. Đương nhiên thì tôi sẽ không giới thiệu người cụ thể đâu, bởi vì đôi khi tôi hâm mộ ông đó mà bạn không hâm mộ thì như vậy là trớt quớt, đúng không? Tôi sẽ giới thiệu đến các bạn ba đối tượng mà các bạn sẽ follow hoặc là các bạn sẽ like. Đối tượng thứ nhất đó là những người giỏi nhất trong lĩnh vực của bạn. Đấy, ví dụ là về kinh doanh đi, đúng không? Thì các bạn có thể like ai? Các bạn có thể like Peter Drucker, đúng không? Philip Kotler, kiểu như vậy. Những cái người huyền thoại trong lĩnh vực đó. Về marketing online, chúng ta có thể like Brian Dean là CEO của cái trang Backlinko đấy, hoặc là Neil Patel của Kissmetrics, cũng là những người rất giỏi. Và tôi nói lại một lần nữa, đôi khi các bạn không nhất thiết là phải follow những người nước ngoài nếu các bạn không có tiếng Anh vững. Bạn có thể giả sử như trong lĩnh vực về thương hiệu thì ở Việt Nam có anh Nguyễn Thanh Sơn hoặc là anh Nguyễn Đức Sơn, thì cũng là những người rất nổi tiếng về lĩnh vực đó các bạn ha. Tức là trong lĩnh vực của các bạn thì các bạn nên biết và hiểu ai là trùm trong đó để chúng ta có thể follow và học theo họ mỗi ngày. Cái đối tượng thứ hai để chúng ta theo dõi đó là những tác giả, những cuốn sách mà các bạn yêu thích. Đã, tôi thấy rất nhiều ông đọc sách xong thậm chí quên luôn tên tác giả. Thì cái này là một cái điều rất thiếu sót. Các bạn phải hiểu, tác giả là những cái người mà họ là những nhà nghiên cứu. Một cái công trình họ nghiên cứu có thể là một chục năm ra một cuốn sách, và họ có một cái sự hiểu biết rất sâu về cái lĩnh vực đó. Hằng ngày các bạn follow Facebook của họ, họ sẽ chia sẻ rất nhiều thứ hay ho, mới mẻ và cập nhật. Đấy. Và đôi khi họ viết luôn những cái kiến thức trong những cuốn sách mà họ chưa phát hành nữa. Và tự nhiên có người nghiên cứu sẵn cho các bạn đọc, thì giả gì các bạn không đọc, đúng không? Và một cái đối tượng số 3 mà tôi sẽ follow
đó là những cái group trong lĩnh vực của mình. Giả sử bạn kinh doanh online đúng không? Bạn có thể follow một cái group giả sử như web 5 ngày học kinh doanh online. Chúng tôi có một cái group cho một cái cộng đồng khá nhiều. Đấy, thì vào đây các bạn có thể tham gia đúng không? Hiện tại thì nó rất là sôi động. Tính từ thời điểm mà tôi làm cái video này chưa được 2.000 thành viên, sau 2 ngày thành lập thì nó đã có khoảng 50 post mới mỗi ngày rồi. Tức là nó đang ở cái giai đoạn rất là sôi động. Thì các bạn có thể tham gia. Dĩ nhiên bạn không nhất thiết phải tham gia group này, còn rất nhiều group khác để các bạn tham gia kiểu như vậy. Và thậm chí các bạn có thể tương tác với những người mà các bạn hâm mộ. Đấy, giả sử như vậy, kéo xuống và tương tác. Có thể vào đây comment các thứ, rất là đơn giản. Và bạn tương tác với họ mỗi ngày. Đôi khi tôi vào tôi comment thì Gary Vaynerchuk like comment của tôi đấy, đúng không? Thực ra cũng chả cần phải là tới cái mức mà ham để mà được respond như vậy, để mà được reply như vậy. Nhưng mà đôi khi mình cảm thấy cũng khá là vui. Tức là một cái người mà mình yêu mến đọc được comment và like comment của mình, đúng không? Kiểu như vậy thì nó rất là thú vị. Hoặc là các bạn thấy là Robin Sharma cũng là một cái tác giả mà tôi rất thích, thì tôi cũng theo dõi Robin Sharma ha. Rồi, như vậy là bây giờ các bạn đã có thể lên Facebook lành mạnh, không phải thấy những thứ tào lao, những thứ vớ vẩn, những thứ rác rưởi trên mạng, và có thể học hỏi được nhiều thứ từ những người giỏi nhất. Và các bạn tin tôi đi, đôi khi chỉ cần một tháng bạn có cái nick Facebook ảo này, cuộc đời của các bạn sẽ chính thức thay đổi, và thay đổi rất rất nhiều các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn sẽ thấy một cái logo của Web 5 ngày chớp chớp ở trên màn hình, có một cái đèn soi vào đấy. Đó là cái nút đăng ký, các bạn bấm vào đấy thì những video mới nhất YouTube sẽ ưu tiên các bạn xem. Và như mọi khi, tất cả những video đều hoàn toàn miễn phí, nhưng mà sẽ hoàn toàn mới mẻ và độc đáo. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại vào 7 giờ tối thứ 7 tuần sau các bạn nha.